thứ sáu sau Chúa Nhật bốn phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Suy niệm: đừng xao xuyến. Đứng trước cái chết của người thân, ai trong chúng ta lại không khỏi xao xuyến và lòng lại không quặn đau đến tột cùng vì sắp phải chứng kiến sự chia ly vĩnh viễn. Tin mừng hôm nay trong một mạch văn hết sức ấn tượng, đó là sự đau buồn của các môn đệ trước sự ra đi của Đức Giêsu. Thật vậy, ba lâm tình nghĩa thầy trò không xao xuyến sao được khi sẽ mất đi điểm tựa. Tuy nhiên, thấu hiểu được tâm trạng của các ông nên tình thầy trò thân tín, Đức Giêsu đã tâm huyết chia sẻ với các môn đệ: Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Để Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó. Lời tâm huyết này được diễn ra trong bữa tiệc ly, một bữa ăn cuối cùng của tình thầy trò. Khi nói những lời ấy, Đức Giêsu trao cho các ông chìa khóa để thêm vững tin. Đó là: để khỏi bị xao xuyến thì hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Tin vào Thiên Chúa vì người hằng thương yêu chúng ta. Tin vào Đức Giêsu vì Ngài đi để chuẩn bị cho chúng ta như Ngài đã phán: Thầy đi dọn chỗ cho anh em và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy vững tin vào Chúa trước mọi thử thách chông gai. Không được ủ rũ khóc than, nhưng là chuẩn bị cho ngày hội ngộ với Đức Giêsu bằng việc sống những điều Ngài dạy. Hãy khước từ mọi sự bất chính, thêm niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đức Giêsu và trung thành đi trên chính con đường của Ngài để được sự sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa hôm nay dạy cho chúng con phải vững tin vào Chúa, sống những gì Chúa dạy để được sự sống đời đời. Xin Chúa ban cho chúng con được sống xứng đáng với ơn gọi cao quý, đó là được làm con Chúa. Xin cho chúng con được sống bên Chúa khi đã hoàn thành sứ vụ trên trần gian, nơi mà chính Chúa ra đi trước để dọn chỗ cho chúng con. Amen.